Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo phương án khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu. Làm việc với Phó Thủ tướng có Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang đã báo cáo với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước về các phương án cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người bị nạn, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải sớm triển khai phương án xây dựng cầu mới để đảm bảo an toàn giao thông và phát triển kinh tế. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đánh giá cao sự chủ động vào cuộc ứng phó sự cố sập cầu Phong Châu của tỉnh Phú Thọ và các lực lượng chức năng. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát cụ thể số người và phương tiện bị nạn để triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời cấp cứu và động viên người bị tai nạn và gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đồng ý đề xuất xây dựng cầu Phong Châu mới và yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Phú Thọ sớm triển khai dự án để phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương của người dân. Trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu Quân khu 2 triển khai ngay phương án lắp đặt cầu phao qua sông. Các lực lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ tổ chức điều tiết phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai ứng phó với hoàn lưu bão số 3, đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống ven đê khi mực nước sông dâng cao và đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở khu vực miền núi.